Xin chào tất cả mọi người, mình là Leader Tim Trắng. Mẹ mày điên rồi cắt. Làm thế, làm gì cắt. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trung, Leader Tim Trắng. Và đây là những thành viên đầu tiên mình. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Becklin. Hiện tại thì mình đang là diễn viên của kênh Z Team tại Hà Nội. Và bây giờ mình sẽ đưa máy cho một người ít hay ổn nhất team. Mình là Bảo Linh và mình là diễn viên của D Team. Và bây giờ mình xin phép đưa máy cho một người nói nhiều nhất team nhá. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Ngọc Chi, mình là diễn viên của C Team. Và bây giờ mình sẽ đưa máy cho một bạn nữ cao nhất team. Hello, mình là Lan Anh, mình đang làm ở phòng Facebook. Và bây giờ mình sẽ đưa cho người dễ cấu kỉnh nhất team. Mình là Nhung, sản xuất của T Team. Bây giờ mình sẽ đưa điện thoại cho người cô ta nhất team. Mình là Trung, mình là sản xuất của Đế Team ở Hà Nội. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một thành viên ở trong đội mình. Đó là anh Quang. Anh Quang là người béo nhất đội mình. Thôi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang, mình là DOQ. Và tiếp theo tôi sẽ đến với một người chơi game hay nhất của Team Trắng. Hello mọi người, mình là Văn Linh, là một thành viên của Team Trắng. Là một con người hòa đồng vui tính. Và sau đây người bên cạnh mình là một thủ môn xuất sắc nhất của Team. Chào mọi người, mình là Đình Hiểu Gaming. Sau đây mình sẽ giới thiệu một người khá là trầm tính nhưng mà khi ông ấy nói chuyện khá là to. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đắc, mình đến từ team White Smoke. Bây giờ mình sẽ đưa cho người thiếu tôi nhất team. Ok. Team tôi hơi khó chơi đấy. Đụng vào tao chứ đừng có đụng vào tao. Team tôi còn yếu nhưng mà không có khỏe. Mà đánh team tôi ấy, đừng đánh tôi. Đến là đón đủ rồi.